Nhiều người còn, các nhà khoa học còn đã còn phải chơi cả đá nữa mà. Thế Nó tích não bộ nó hoạt động hiệu cần quả. thôi chứ, cần thôi chứ đá thì chết à. Có mà, đá thì tất nhiên không chơi nhiều, chơi chấm tí thôi, tí tí thôi. Liều lượng quan trọng lắm. Ừ, cần cần xài thôi thì đừng có chóp rồi. Nhưng mà phải dùng để phiêu cơ, để chơi nghệ sĩ là chính. Còn đa phần mọi người là chơi để hưởng thụ. Rồi, tôi vào lớp nhá. Em tắt, Buổi tự thầy ngày tắt tiếp nhé, thầy theo ấy. tắt của em nhé, thầy tắt cái tiếng của Đây, tắt em tắt nhé. hộ em luôn. Được chưa? Rồi đó. Rồi. Buổi hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái luân xa số 5. Thực ra luân xa số 5 thì rất là dễ. Nó không như các luân xa kia, nó khá là phức tạp. Các luân xa càng lên cao thì nó càng tập trung vào một mục tiêu thôi. Và rất là dễ có thể tìm kiếm được cái cảm xúc đấy. Tuy nhiên với cái điều kiện là chúng ta phải bước qua những cái cảm xúc của những luân xa trước. Và chúng ta tìm thấy những cái điều đó, hoặc là bắt đầu cảm thấy rằng là không cần những điều đó nữa và tìm những cái điều khác nó cao hơn một chút, thú vị hơn một chút, giống như các cái cảm xúc ấy mà. Thì vị trí của luân xa số 5 nhé, nó ở cái cuống họng của chúng ta, cả cuống họng này đó, chính xác vị trí nó là ở tuyến giáp. Thì ở đây này, cuống họng khác nhé, tuyến giáp khác nhé, nhưng mà hầu hết mọi người đều lấy cái vị trí chung là như vậy, tại vì y học cổ đại, y học hiện đại nó không thể chuẩn tuyệt đối được, thì chúng ta lấy cái vị trí là cổ họng, còn chính xác thì nó là ở tuyến giáp. Vậy thì tuyến giáp nó làm cái điều gì? Nó sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều cái năng lực đặc biệt, ví dụ như là nó giúp cho chúng ta cao lên đấy. Thì hầu như là những cái người mà gọi là trưởng thành lên đấy, trưởng thành bằng cả về cái mặt vật lý, về cả mặt tâm lý, những ai đó mà bị tổn thương tuyến giáp ấy thì gần như không bao giờ có cơ hội mở các luân xa ở phía trên đó. Thì hầu hết nữ giới nhá, mình cứ bảo nữ giới rằng là họ không nghĩ được xa, không phải đâu, tại vì hầu hết nữ giới đều tổn thương tuyến giáp, đây là tự nhiên là như vậy. Thiên chức của người nữ giới lại không liên quan gì đến cái trí tuệ nhiều lắm, và thực tế cũng liên tục chứng minh. Từ trước giờ những cái diễn giả, những cái khoa học hiện nhà khoa học hiện đại hiếm nữ giới lắm, con số là gần như là không có, hiếm hiếm đến mức độ mà hàng ngàn nam giới thì mới có một vài nữ giới thôi, cực kỳ hiếm luôn. Lý do là cái tuyến giáp nó không giúp cho người ta phát triển các cái tầng nhận thức ở cái ngưỡng độ cao hơn, thì mình chỉ là biết có khoa học thôi chứ mình chạm tới cái điều đó thôi. Còn đôi khi là mình cũng có lẽ cả đời mình cũng chưa kích hoạt đến luân xa thứ tư cơ, chứ đừng nói là luân xa thứ năm hay là sáu bảy tám đúng không. Cái luân xa này nó chi phối rất là nhiều cái năng lực giao tiếp. Năng lực giao tiếp ở đây ví dụ như là rất nhiều người nhé, ở tiếng Việt là người Việt dùng tiếng Việt, nhưng mà dùng tiếng Việt nói cho người Việt, người Việt còn không hiểu. Cụ thể có rất nhiều học viên, nhân viên, thậm chí là bố mẹ, anh em, bạn bè nhé, ăn không tiếng nên tiếng, nói không nên lời, lý nha lý nhí ở cổ họng này. Mình hỏi họ là hôm nay có cái gì ăn không, mình hỏi rất là rõ ràng và chậm rãi. Nó bảo quá, mình bảo cái gì cơ, nó bảo quá, nó lại nói nhỏ thêm hơn. Thế mình cáu, mình bảo làm sao ấy, nó to lên, thế nó lại cáu lại với mình, nó bảo nó thế mà không nghe thế à, thế này nọ kia. Nhưng thực ra đấy là nó hỏng tuyến giáp, có nghĩa là kể cả mới mới trẻ một con bé xíu nhá, hỏng sẵn tuyến giáp rồi, tuyến giáp nó hỏng có thể là 30-40% rồi. Thành ra là họ nói chuyện là họ chỉ nói ra cái suy nghĩ ở trong đầu họ thôi, còn cái âm vực giọng nói đẩy ra ngoài để tai mình nghe thấy thì họ không quan tâm, đúng không? Mặc dù mình nhắc nhở, mình chia sẻ với họ rất là nhiều rồi, tuyến giáp của bạn nó có vấn đề và bạn nói chuyện như vậy là do tuyến giáp của bạn có vấn đề, chứ không phải là bạn nói bé hoặc là bạn không tự tin, đúng không? Lâu dần dẫn tới là đúng là lâu dần dẫn tới mà không có ai đó điều chỉnh mà giúp họ ăn lên, nó ăn nói chuyện được thật là, làm sao mà nói chuyện được thật là rõ ràng ra. Có thể là mình giọng của mình là miền Trung, miền Bắc, miền Nam không quan trọng, mà quan trọng là phải rõ để tai người nghe họ cảm nhận thấy, đúng không? Vậy thì cái tuyến giáp có cái tác dụng đầu tiên là làm gì nhỉ? Giúp chúng ta cao và lớn lên, nhìn theo mặt sinh học, đúng không? Tiếp tục giúp cho chúng ta là sao? Tiếp cận được với xã hội, là lớn mạnh lên về mặt trí tuệ. Có nghĩa là muốn kết nối với xã hội về trí tuệ thì buộc phải làm sao? Sử dụng ngôn ngữ tốt. Thì bây giờ tôi tách nhỏ đó nhé. Ví dụ quyển sách này, ở trong quyển sách này có chữ yêu gái tình dục, đúng không? Ví dụ nhé, thì chữ học cái chữ Y, chữ O, chữ G, chữ A thì đây chính là toán học, đây chính là khoa học. Còn khi mà viết thành quyển sách yêu gái tình dục này thì nó lại là cái gì ạ? Cảm xúc và cảm tính, đúng không? Giờ tiếp cho tôi ra một cái đề bài nào. Tuyển đây, Tuyển viết cho tôi một cuốn sách yêu gái tình dục, đúng không? Thì chữ Y, chữ O, chữ G, chữ A thì cô giáo dạy là Y, O, đúng không? Phải đọc rõ là như vậy, phải viết rõ là như vậy, không thể viết chữ Y thì dài thành Y ngắn, hoặc là ngược lại được, hoặc là chữ O thì viết thành chữ Y, đúng không? Thì vậy gì, chữ số nhé, toán học và con số, chữ số này, chữ này nó chính là khoa học.
Và văn ở đây nó là cảm tính, đúng không? Vậy thì bây giờ rất nhiều người nhầm lẫn này, cực kỳ nhiều người nhầm lẫn luôn, đa phần là nữ giới nhá, đa phần là nữ giới nhầm lẫn này. Cảm xúc, đúng không? Cảm tính, cảm xúc. Nữ giới thì cảm tính, ví dụ tôi nói chuyện với Truyền tôi phải làm sao Tuyền quý tôi một chút, tổng hợp năng lượng thì Tuyền mới tập của tôi chứ là Tuyền bảo ôi giời, ban đầu thì thấy ổn ổn áp sao nó mồm nói nhiều xong lại thế này thế nọ kia hơi khó chịu rồi, hết học hết khóa này chào tráng sĩ tôi đi học thầy khác cho nó dễ, đúng không? Cảm thấy không phù hợp nữa rồi, đúng không? Có nghĩa là chúng ta dùng cảm tính nhưng chúng ta không dùng con số. Tôi cũng có nhiều cái thú vị mà, đúng không? Chứ không phải là cứ thích thì xài, không thích thì là thôi, đúng không? Bỏ đi phí không, đúng không? Khó khăn lắm thì mới kết nối được với như vậy. Thì vậy thì nữ giới hay sử dụng cảm tính, lý do là tuyến giáp của nữ giới yếu, có thể là 30%, 40%, 50%, 60%. Rồi bây giờ cái công cụ đo lường nhá, để đo lường được là mình bị cường giáp hay suy giáp thì nó có bệnh luôn. Viết từ khóa đó lại hoặc nhớ từ khóa đó này, đại đa số nữ giới đều bị cường hoặc suy giáp. Thì trước đây ở Việt Nam là có bệnh biếu cổ thì nhớ, sau đó toàn quốc mình đưa muối iốt vào để phòng tránh biếu cổ và trở thành một cái muối ăn mà làm sao cả xã hội phục sử dụng, nó rộ lên một thời gian. Thì nữ giới hay bị là cường giáp hoặc suy giáp, còn nam giới thì hầu như là không có ai bị bệnh suy giáp mấy nhá, hoặc là cường giáp mấy nhá. Đến trên đầu ngón tay không có đâu, còn nữ giới 10 người có lẽ là phải 3-4 người bị, đúng không? Đó thì trí tuệ của nữ giới bị hạn chế, đúng không? Chiều cao của nữ giới bị hạn chế là do cái tuyến giáp. Rồi vậy thì chúng ta biết được rằng là cái chiều cao về mặt sinh học là chúng ta cao lớn lên theo thời gian, nữ giới chiều cao cũng thấp hơn nam giới, đúng không? Đó, tiếp tục này, cái trí tuệ của nữ giới, cái cảm xúc của nữ giới cũng không cao bằng nam giới. Rồi thì bây giờ nó ảnh hưởng ở cái tầng thứ năm nhá, là cái tuyến giáp. Thì bây giờ làm như thế nào để cải thiện được điều đó, rất dễ và có cách, đúng không? Rất dễ và có cách, có điều là mình có dùng hay không thôi. Tuy nhiên là để cải thiện được cái điều này mà bản thân chúng ta có thể xử lý được ngay trong tức khắc nhá, ví dụ như này, chúng ta được một ai đó họ hướng dẫn chia sẻ, cụ thể là tôi chẳng hạn, mình gọi người ta làm cái việc gì đó, người ta không tự tin, người ta cứ lý nha lý nhí đấy, thì nhìn theo mặt xã hội thì mình biết là người ta à không tự tin, chắc là người ta chưa thành công trong cuộc sống, chưa thành công rồi mồm nó còn to hơn mình, thậm chí nó ở cạnh mình thì mồm nó lý nhí thôi, nó về nhà nó quát con mắng chồng còn hơi gớm hơn của mình cơ, đúng không? Nó tự tin ở cái môi trường này hoặc là không tự tin ở cái môi trường khác. Vậy thì mình biết được rằng là họ tuyến giáp họ có vấn đề và mình kích thích kích hoạt cho họ làm sao để họ tự tin sống ở cái môi trường mới này, cùng làm việc của mình để đạt hiệu quả hơn. Thì đấy là cái cách dễ nhất, chỉ cần quan sát xem họ nói chuyện hàng ngày tất cả các khía cạnh trong đời sống, xem họ có làm sao nhờ lý nha lý nhí hoặc là nói to quá không kiểm soát được, thì đường là đúng là đa phần nữ giới đều nói nhỏ và có một phần nữ giới là nói rất là to, đúng không? Còn nam giới thì nói rất là to, và đúng là nam giới giọng là rất là vang to và rõ, đúng không? Đó thì là do cái tuyến giáp họ khỏe. Vậy thì tiếp tục nhá, những cái gì giúp cho cái tuyến giáp được kích hoạt, được làm sao được, nó giống như cái kiểu như là chữa lành thì nghe là nó hơi 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 nghệ thuật một tí, mà gọi là kích hoạt này và thúc đẩy cái tuyến giáp hoạt động hiệu quả cao hơn thì là chính xác hơn. Thì chúng ta bắt đầu tập trung vào từng thứ một này. Thứ nhất là dinh dưỡng, thì cái gì mà làm cho tuyến giáp là sao cường hoặc suy giáp, cắt, đúng không? Rất là dễ, cắt thôi, chứ về cứ ăn thêm vào nó to nhé, đặc biệt là đồ ngọt. Đồ ngọt nhé, nữ giới lại bẩm sinh thích đồ ngọt, nam giới họ không thích đồ ngọt, còn nam giới mà cứ thích ăn đồ ngọt ấy, lại giống nữ giới, đúng không? Tôi cứ để ý xem đa số nam giới không thích ăn đồ ngọt đó, thì cái năng lượng đồ ngọt là nó hạn chế cái năng lực của tuyến giáp, nó không đưa được năng lượng lên. Chúng ta có luân xa 1, luân xa 2, luân xa 3, luân xa 4 và luân xa 5, toàn bộ những cái nguồn luân xa, cái năng lượng của những cái luân xa đấy nó đưa lên trên đến đến cái tuyến số 5, đến cái tuyến giáp, và bắt đầu nó đẩy ra ngoài. Đẩy ra ngoài là như này này, tất cả năng lượng đó được đưa lên nhé, và chúng ta dùng toàn bộ kiến thức năng lượng của mình để giao tiếp với xã hội bằng ngôn từ, đúng không? Thì bắt đầu chúng ta mới thu được quyền lợi lại. Chúng ta có thể có đầy báu vật ở trong người của mình hoặc là tài nguyên rất là lớn, nhưng mà chúng ta không nói chuyện với xã hội, chúng ta không chia sẻ với xã hội, chúng ta không làm video, không làm TikTok, không viết bài, không làm Facebook, thì làm sao mà kết nối được với xã hội, làm sao đẩy được ra cái điều của mình ra ngoài và chứng minh được rằng là mình đúng hay là ít nhiều, đúng không? Vậy thì rõ ràng là tuyến giáp phải khỏe mạnh, có thể học rất là giỏi, rất là tốt, nhưng không thể nào tương tác giao tiếp được với người khác là do hỏng tuyến giáp. Rồi thì cái việc đầu tiên là gì nhỉ? Cắt thức ăn liên quan đến đồ ngọt càng nhiều càng tốt, đúng không? Càng nhiều càng tốt. Và đúng là càng lớn tuổi thì những cái người mà có cái vóc dáng ổn định đấy hoặc là nhỏ nhắn đấy, họ trầm ổn tính cách hơn rất nhiều lần những cái người béo. Những người béo thì để xem họ quát và gào rất là to đó, béo mà to đấy, họ quát con mắng cháu hay là cái công việc họ dữ dội lắm, họ nóng tính lắm, đúng không?
Và nam giới cũng vậy nhé, ăn nhiều đồ ngọt vào mà béo hơn bình thường là bao giờ rất là nóng tính. Những cái người mà cứ rong ròng đấy, hoặc là hơi gầy một tí đấy, họ rất là nhẹ nhàng, đúng không? Hoặc là hơi thiếu cân một chút, họ nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Đấy là cái ưu cái nhược nhé của cái tuyến giáp. Rồi thì điều đầu tiên chính là năng lượng đưa vào. Vậy thì bài tập thì năng lượng chúng ta sẽ làm nhé. Ngoài ra chúng ta cũng giống như các cái luân xa khác, có các những cái vị trí khác. Ví dụ như là hình dạng của nó thì nó vẫn là hoa sen thôi, nhưng mà bao nhiêu cánh thì quên mất rồi, chắc là tầm khoảng hơn chục cánh gì đấy, càng lên trên cao thì càng nhiều cánh, đúng không? Các cái phần tiếp theo là các cái bộ phận mà nó ảnh hưởng tới cái năng lực vận động của cổ, có nghĩa là các cái vị trí đấy. Thì tuyến giáp ở đây rồi đúng không, ai cũng biết tuyến giáp ở đây rồi không? Thì bây giờ cái gì nó làm ảnh hưởng các cái bộ phận liên quan? Thực ra là cái cầu vai này nhiều nhất này, đấy, cái cầu vai nó dày này, nó bó gọn lại, nó làm cho mình cảm giác sao, nghiêng phải bị đau, nghiêng trái bị rát, đúng không? Và toàn bộ cái nhóm cơ xương đòn này nó bị lấp đầy, nó dẫn tới chúng ta khó, rất khó ngửa cổ lên, đúng không? Và lâu dần là thoái hóa đốt sống cổ hay là thoát vị thì còn toang hơn, có nghĩa là double hỏng thêm. Và các cái phần nó liên quan đến trong cuộc sống, có nghĩa là kết nối với cuộc sống, một cái phần nữa là liên quan đến kết nối cuộc sống chính là âm thanh. Rất nhiều người may mắn sinh ra là có cái âm lực lượng giọng nói cực kỳ là đáng yêu, nghe nó ấm áp lắm. Ví dụ như tôi không phải là cái nịnh Tuyền đâu nhá, để nịnh đâu, mà thật sự là như vậy, âm lượng giọng nói của Tuyền nghe rất là dễ chịu, đúng không? À, thầy ơi thế này thế nọ thế kia, rất là đều đều đều, mình cảm thấy rằng là cái tần số âm thanh nó đều, nó không bị áp bức áp bức, kể cả có khi là mắng chửi người ta cũng không cảm thấy ghét đâu, người ta không cảm thấy nó khó chịu đâu. Có nhiều người nhá, nó rất là dễ, rất là đơn giản, là dễ dàng nhẹ nhàng thôi, nhưng người khác thì ghét, người ta nghe cái âm nó gắt, nó ché, hoặc là cái sóng nó cứ giật 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 này, người ta cảm thấy tức ngực đó. Nhưng mà cái âm lượng của mình nó cứ đều, nó trầm đều, nó tăng đều, nó giảm đều, thì nghe nó khá là thoải mái, nó không bị cảm thấy bị ngột ngạt, vì khi mà nghe nghe cái giọng của mình nói chuyện, thậm chí là người ta cảm thấy tin tưởng, đúng không? Thì có rất nhiều người cảm thấy rằng là nghe cái âm lượng giọng nói mình nó áp lực. Vậy thì mình có hoàn toàn có cái năng lực luyện thanh nhé, có thể là cái giọng của mình nó không hay, nhưng mình cố gắng hạ cái tần số âm thanh nó thật đều, à 20 đến 40 Hz, có đều 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 đều, à giống như những người đi chùa đấy, hoặc là những người tu hành, họ họ rất là nói chuyện rất đều đều đục đỉnh, và mình cảm thấy rằng là ở cạnh họ mình cảm thấy rằng là mình không bị mất an toàn, mình không cảm thấy nguy hiểm, đúng không? Ở cạnh họ mình cảm thấy rằng là mình có thể lừa họ nhưng họ không thể lừa được mình, đúng không? Mình có thể dễ dàng lừa được họ nhưng họ không lừa được mình. Đó thì cái cảm giác liên quan đến âm thanh. Thì cái cách luyện hay nhất chính là hát karaoke, không có một cách gì hay hơn cả, vô địch luôn. Và cũng giống như buổi trước đấy, có những cái bài hát mà nó làm thổn thức là nhiều triệu trái tim cùng một thời điểm, thậm chí là liên quan đến các đến các quốc gia khác. Rõ ràng là âm thanh đấy, có cái bài tiếng hú của cá voi ấy nhỉ, thì nhớ nhỉ, có cái nhớ nhỉ, các bạn mà bạn ấy hát cái bài gì, cái âm vực cao nhất thế giới đấy, vỡ cửa kính cơ mà, đúng không? Có cái âm thanh của bạn ấy phát ra mà đến đến mình thì chẳng hiểu bạn ấy hét thế là hát nữa, nhưng mà mình cũng cảm thấy nó hay. Đó thì có rất nhiều các cái bài hát này, nó chỉ là về thiên nhiên thôi, hay về con người, cái gì đó, cái gì ra 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 đúng là cả thế giới kết nối với nhau bằng âm nhạc. Âm nhạc là một thứ gì ạ, ngôn ngữ mà chả có cái hình dáng cái gì cả, tất cả mọi người đều hiểu, đứa trẻ người già, đó là quốc gia phát triển, quốc gia chậm phát triển đều nghe thấy hay hết, thấy thú vị hết. Và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được âm lượng giọng nói của mình nhé, đúng không? Ngôn từ rồi nhưng âm lượng giọng nói, thì cái cách đó là cái cách mà hiệu quả nhất. Thì thường ở Việt Nam thì các cái diễn giả hay là tập một cái gói mà gọi là một cái gói trong vòng 6-7 buổi về luyện thanh, mà mí mí mố 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 ao oa cái thứ đấy nó rõ ra, đúng không? Có cả là không hay nhưng mà phải là thật rõ ràng. Thì đó, rồi ngoài ra đấy, khi mà cái năng lượng ở luân xa này đấy nó cân bằng, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều các thế mạnh đặc biệt. Đúng là kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng là nguy hiểm nhất mà con người ta, ai mà có được thì gần như là không ai dạy đâu, không ai dạy đâu, cái thời đuổi của chúng ta chẳng ai dạy đâu, mình cứ vỡ mồm vỡ miệng rồi thì mình mới tự ngộ thôi. Và nó giống như là, nó cảm giác nó giống như là khi mà mình bị bí từ, mình thiếu từ ấy. Trước đây tôi có đánh một đứa nhỏ như thế này, mà thực sự là đánh thật, đánh vì cáu. Mà trước đó thời điểm đó là cách đây tầm khoảng 4-5 năm trước, đúng là thời điểm đó mình quên mất, mình cáu quá mình quên mất, mình lú thật sự. Mình hỏi đến câu thứ sáu, con ơi, tôi con ơi nhá, tôi lấy ví dụ luôn này, mà đánh thật đấy, đánh một đứa trẻ thật, là tại vì tôi đào tạo võ thuật mà, cho nên là đánh thật 5-6 năm trước rồi dạy cho Hưng Yên. Mình nhìn thấy nó nghịch ngợm lắm, nó cái kiểu như nó không tập trung, thì mình buộc phải dùng áp lực, nhưng mình quên mất một điều rằng là đứa trẻ đấy là nó lại có cái tính cách DSC, có nghĩa là đứa trẻ đấy bản chất thì nó là tính cách D, nhưng mà tâm lý của nó lại là tính cách Y,
thế mình quên bén đi mất, mình cứ nhìn thấy cái hình thái của nó bên phía ngoài mà mình quên mất rằng là cái môi trường đấy là môi trường đào tạo, đúng không? Đào tạo là ép học viên là phải đi theo cái ý của mình, còn các bạn là cái gì nó không quan tâm. Mình bước vào môi trường đấy mình bị hòa nhập nhanh quá, mình quên bén đi mất. Thế là mình thấy nó nghịch, nó năng lượng nó tăng động thì mình rất là đùng đỉnh, từ tốn chậm rãi dẫn đến 6 lần nó không cáo vào tụt tắt luôn, tắt luôn một cái. Xong bắt đầu mình trợn mắt đi, mình hỏi từ nãy đến giờ thầy nói chuyện em có nghe thấy gì không? Nó bảo có. Thế em có hiểu thầy nói gì không? Nó hỏi có. Thế em có trả lời không? Nó đực cho mặt ra tiếp, tí nữa mình đánh tiếp, tí nữa mình không nhịn được, mình đánh tiếp một cái nữa, mình đánh tiếp nữa là toang nhé. Mình cố tình mình bình tĩnh lại, mình chờ khoảng tầm 10 giây chờ đợi xem nó nói gì. Xong mình chậm rãi mình nói này, thầy bắt đầu cảm thấy bất lực và rất mệt, tại vì em chỉ cần trả lời là có hay không, em có hiểu có hay không thì thầy mới có thể là hướng dẫn em tiếp. Nó mới nói ra rằng là tiền biết nó nói cái điều gì không, nó bảo rằng là em không biết nói gì cả. Có nghĩa là nó không biết nói gì cả, nó đứng đực ra, nó sợ quá nó không biết nói gì cả. Mà lúc đấy mình lại cứ tưởng là nó là sao nó không tập trung hoặc nó coi thường mình, thì mình lại cảm thấy rất là mệt mỏi trong việc đấy, mình tấn công nó. Nếu đúng là tấn công một cái nữa thì chắc là mình đóng cửa, cái đóng cửa hoàn toàn lại, mình không có thể nói chuyện được nó mà không có thể là hiểu được nó nữa, rất là lãng phí đúng không? Thì hầu hết mọi người trong cuộc sống là giao tiếp mà tắc của Luân Xa Lâm là như vậy. Có nghĩa là đứa trẻ đấy bị tắc, mà bản thân mình là có kiến thức nhưng mình cũng bị tắc luôn, bế tắc luôn trong cái hoàn cảnh đấy. Và hầu hết mọi người đang sử dụng ngôn ngữ của mình nhưng không thể giao tiếp được với mình, đúng không? Đôi khi còn sử dụng cả ngôn ngữ tay chân đấy, đúng không? Và khi tắc thì bắt đầu nó tạo ra một loạt các cái gì ạ? Các cái điều tiêu cực mà chúng ta hoàn toàn có thể liệt kê được ra một loạt, đúng không? Và rất có thể dẫn tới cái tình trạng là không bao giờ có cơ hội tiếp cận nhau nữa. Mình mà tìm nó thêm một phát nữa thì đúng là mình việc đầu tiên là mình bỏ đi luôn, không dạy dỗ gì nữa, sốt ruột, đúng không? Và rồi là dừng luôn cái cơ hội để mình có thể truyền tải cái kiến thức cho bạn ấy, cho em ấy, và mình cũng mất luôn cái cơ hội học tập, đúng không? Và cũng không có câu chuyện để kể ngày hôm nay. Thì sau khi mà tôi cảm nhận được, tôi giật mình ra bảo ôi chứ đúng rồi, luôn là đứa trẻ đúng không, nó làm gì có nhiều tuệ giống như mình để mà ít nhất trả lời được cái câu là thầy ơi thầy nói chuyện này em hiểu em nghe em biết nhưng mà em không biết nói gì cả, em không hiểu, em bị bí từ đúng không, ít nhất phải nói được câu như thế thì bắt đầu mình mới hiểu. Nhưng bây giờ nó thiếu từ, nó bí từ, nó không nói được câu chuyện, nó đương nhiên tại vì hầu hết các thầy các cô ở đấy là tấn công, học viên không nghe là tấn công luôn, nó giống quân đội đấy, tấn công luôn đi toi toang còn gì nữa, đúng không? Vào cái môi trường nó lớn của con người ta phải quất bay quất chạy theo, không có cơ hội diễn trình. Rồi, và sau khi mà biết được một loạt các cái yếu tố tiêu cực nó xảy ra thì chúng ta có lẻ liệt kê được không? Nóng giận, tự ti, nóng giận đi kèm với tự ti nhá. Người như mình mà hiểu mà không kết nối được với họ thì mình sẽ bị nóng giận, cáu gắt. Còn những người mà bị bí từ không biết nói gì ra cả, không biết nói như thế nào để cho bố cho mẹ mình hiểu cả, nó cảm giác nó vò đầu bứt trán, nó có những cái nỗi niềm ở trong người mà nó không thể giải thích được, mà chúng ta cũng không có thời gian để mà nghe hết. Đúng là nói đến 6 câu là chúng ta đã quá kiên trì rồi, đúng không? Tấn công tiếp lại là kiên trì tiếp rồi, có nghĩa là vẫn còn muốn họ thay đổi, sau đó lại tiếp tục bình tĩnh chờ đợi, chờ rất là chờ đợi để chờ, nếu mà nó đúng thì mình không thể chờ nữa, có lẽ là chậm thêm một tí nữa là mình cũng tin thật, thì có nghĩa là mất hết tất cả đúng không? Vậy thì rõ ràng là rất nhiều cái mảng tiêu cực từ người mà sao, các khía cạnh tiêu cực từ người bị bí tắc hormone, tắc làm sao mất hormone của Luân Xa Lâm, và hoặc là làm sao nhỉ, bị làm sao bị bí từ, hoặc làm sao bị tạo ra cái ánh nhìn tiêu cực, cái suy nghĩ tiêu cực. Thì đúng là nữ giới nhá, mình làm sao mà mình hiểu rằng là Luân Xa Lâm của họ bị tổn thương hoặc là bị kém, tuyến giáp của họ yếu, và hầu hết nữ giới là hỏng tuyến giáp, cái thực tế chứng minh rồi. Vậy thì họ nói chuyện thì mình cứ ngồi nghe, nghe hiểu hay không không cần biết, cứ nghe đã, nghe ngày một chưa hiểu ngày hai nghe tiếp, ngày ba nghe tiếp, vẫn cái câu chuyện đó thôi nhưng mà họ chèn cảm xúc vào thì mình không thể hiểu được. Nhưng đối với nam giới thì họ đã đi qua cái ngưỡng đó hoặc họ khỏe mạnh cái ngưỡng đó, thành ra làm sao họ thích nói chuyện về con số, đúng không? Thì bây giờ có phải là tuyển mà người lao động làm việc kinh tế tuyển rất là thích nói chuyện về con số nó mới ra được đúng không? Thì có nghĩa là tuyến giáp của tiền tôi có thể nó chỉ có 30-40% thôi nhưng mà nó tốt. Nhưng rất nhiều người đến làm việc với mình hoặc là khách hàng của mình, họ đến với họ nói chuyện về cảm xúc mà mình cảm thấy rằng là mệt, đúng không? Nhọc, đúng không? Chị ơi tầm tiền này thì cái giá này thì em sẽ làm tốt như này, thế cho nó nhanh, đúng không? Nhưng bây giờ cái la đà chăm được một người đấy thì mình đã vẽ là xong cho 5 người rồi, đúng không? Thì có phải là một lãng phí nguồn lực không? Đó, nhưng mà xã hội nó như vậy, chăm sóc được khách như vậy, hiểu khách như vậy thì mới có khách như vậy. Thì mình hiểu được cái quy trình chăm khách và các cái tính cách như vậy. Thì ở trong cái phần DSC có nghĩa là thấu hiểu tính cách đấy, thì hoàn toàn có thể là tra Google nhá, nhóm tính cách thì bắt đầu mình mới phát hiện ra, đúng không? Mình thuộc nhóm tính cách nào đó mà mình hỏng và tổn thương ở Luân Xa Năm thì bắt đầu mới kết nối làm sao. Vậy thì có thể tổng kết lại một đoạn ngắn nhá, tổng kết một chút xíu thôi. Toàn bộ năng lượng của chúng ta có từ Luân Xa 1 đến Luân Xa 5 là giúp chúng ta bắt đầu kết nối với xã hội. Vậy thì ai đó mà hỏng Luân Xa 5 thì không có cơ hội kết nối với xã hội đâu. Nó cũng giống như người mù với người điếc đấy.
bạn có ngôn ngữ, có trí tuệ, nhưng bạn không thể nói làm sao cho người khác hiểu, đúng không? Bạn không thể làm việc làm sao đội nhóm, bạn chỉ có thể làm việc một mình thôi. Hỏng thì làm lại, không sao, tự lo tự chịu. Và ngay cả trong gia đình nhá, bạn có lấy vợ lấy chồng, bạn cũng không kết nối được với họ. Vậy thì có thể tự tổng kết nhá, chúng ta hoàn toàn có thể kết nối và chữa lành tất cả những cái gì ạ, những cái tổn thương về tinh thần và giao tiếp đối với bất kỳ học viên nào của mình. Chỉ cần làm sao, bạn ngồi đây, tôi giải thích cho bạn biết tại sao bạn nói chuyện mà chồng bạn lại không hiểu, hoặc tại sao chứ, cứ không phải là em đúng lắm chị ơi, em đúng, em chẳng sai cái gì cả, thế mà anh ấy thế này thế nọ thế kia, mà mình đúng lắm, mình yêu con mình cực kỳ luôn, nhưng mình không hiểu tại sao mình bảo con mình ăn cái này mà nó kia mà nó không ăn, mình mệt mỏi nó vô cùng luôn, mình cảm thấy chỉ chết, mình cảm thấy bế tắc bất lực trong cuộc sống, mình không hiểu tại sao cả. Bố thì không hiểu mình, mẹ không hiểu mình, chồng không hiểu mình, con không hiểu mình, mặc dù cái mình trao đi trao tặng họ rất là nghiêm túc, rất là bài bản, rất là chuẩn chỉnh, là do mình thôi, mình không biết mình hỏng ở chỗ nào, mà mình cũng không biết mình hỏng họ hỏng ở chỗ nào cả, thành ra là mình không đưa được cái điều tích cực của mình tới. Rồi bây giờ tiếp tục những cái công cụ nhỏ nhé. Vừa rồi chúng ta biết được cái gì rồi, biết hết tất cả mọi thứ rồi đúng không? Bây giờ đến cái công cụ nhỏ để làm sao kích hoạt, làm sao để là thúc đẩy cái luân xa năm nó đạt cái hiệu quả cao hơn, thì đúng, việc đầu tiên là ăn uống dinh dưỡng, cắt cái gì đi nhỉ, cắt đường đi, bổ sung iốt vào đúng không? Bây giờ đi kiểm tra đi, thiếu đi xem là cái tuyến giáp của mình nó còn bao nhiêu phần trăm, dễ thôi, đi ra bệnh viện chụp chiếu làm cái test kiểm tra. Bác sĩ ơi, tôi cảm thấy dạo này như là tôi có vấn đề về biếu cổ, khó ngủ hay quên đúng không, đau đầu liệt kê hết rồi đúng không. Bác sĩ, tôi có cảm giác như là tuyến giáp của tôi có vấn đề, bác sĩ kiểm tra của tôi xem cái tuyến giáp của tôi nó còn bao nhiêu phần trăm công suất. Ồ, có một loạt cái kiểm tra là bác sĩ bảo chỗ này nó còn bao nhiêu phần trăm này, cái này nó còn bao nhiêu phần trăm, cái này nó còn bao nhiêu trăm, họ liệt kê ra khoảng tầm 10 mục. À rồi, thế tổng kết 10 mục lại chúng ta bị hỏng mất 7 mục, mỗi mục cũng hỏng mất khoảng tầm 5% hay là 10% hoặc có 30% thôi, nó có số rõ ràng rồi, cần gì phải giải thích làm gì nhiều nữa đúng không. Thì bây giờ bắt đầu khám được bệnh rồi, bắt đầu bây giờ mình điều trị hoặc là trị liệu đúng không, điều trị là gặp bác sĩ, trị liệu là gặp chúng ta đúng không. Bây giờ có ở bác sĩ thì chúng ta không biết nhé, nó có nhiều chuyên môn quá chúng ta không biết. Bây giờ trị liệu thì có cái gì, cái việc đầu tiên này, châm cứu bấm huyệt dễ không, mà châm cứu bấm huyệt có thể là dùng châm châm hoặc có thể là xoa bóp bóp, hoặc là cũng có thể tập, cũng là châm cứu bấm huyệt đúng không. Y xì rồi có thể làm gì nhỉ, sóng âm thanh làm sao nhỉ, sóng âm thanh nhá, đầy đủ hết nhá, sóng âm thanh tác động vào tuyến giáp đầy, cứ năng lượng tầm làm sao 20 đến 40 Hz đều, hoặc là tiếng sóng biển mỗi rì rào rào, hoặc tiếng mưa rơi róc rách róc rách róc rách tiếng nước chảy đấy, sóng ấy tự chữa lành hết. Hoặc đơn giản chúng ta chỉ cần bịt cái tai rồi nhé, bịt cái tai vào, bịt nhẹ nó, đừng bịt chặt, bịt thử test luôn nhé, test luôn hai tay bịt lỗ tai này, bịt hai tay bịt nhưng đừng bịt chặt nhé, bịt vào thôi. Rồi bây giờ mình tự nghe thấy tiếng của mình nói chuyện đúng không, rồi bắt đầu mình cảm nhận thấy rằng cái âm thanh của mình nó rõ hơn không, mình nghe thấy mình rồi, chứ mình mở miệng là mình nói ra nhé, mình không nghe gì đâu, nhưng khi mình bịt nhẹ tai vào mình nghe thấy tiếng của mình rồi, đúng rồi, đây mới là âm thanh thực của tôi này đúng không. Thì bây giờ cái sóng chữa lành hay không là tự mình điều chỉnh đúng không, có thể đổi thành ngôn từ khác này, có thể đổi thành kiểu dáng khác này, đúng không. Rồi vậy thì sóng âm thanh đấy là tác động vào tai của mình nhé, nhưng có thể mình nghe rất là nhiều âm thanh hay tới mình và mình thích, nhưng mình quên mất rằng là cái âm thanh của mình nó có hay hay không. Đó thì là sao nhỉ, quay video đúng không, nghe lại xem cái giọng mình nó có chulết không, tiếp tục à, nói chuyện vào trong cái thùng cắt tông đấy, ghi âm lại cái lời mình nói xem nó có thế nào. Cái xã hội ngày xưa làm gì có ghi âm, làm gì có quay video, thì họ sử dụng những cái công cụ như này đó, thì chúng ta lựa chọn một cái gì đó nó phù hợp nhé. Sóng âm thanh đơn giản là sóng ngoại tác động vào mình, hay là tự bản thân mình tạo ra cái sóng đó để mình điều chỉnh cái sóng đó. Đôi khi cái giọng mình chua nhá, mình nghe cái giọng của mình cũng cảm thấy khó chịu đúng không, và nó nghe nó hiển nhiên hàng ngày đến cái mức mà mình quên mất cái sự khó chịu thôi, những cái hệ thần kinh mình này, cái tuyến giáp này nó không chấp nhận được, nó vẫn mệt. Rồi tiếp tục là đến các cái yếu tố liên quan đến mùi, thì mùi thì cũng giống như buổi trước thôi, chúng ta lựa chọn những cái mùi là cố định thôi, các buổi trước cố định mà thơm dịu thơm nhẹ thôi, cả mùi hôi lách mùi tóc cũng vậy, đồng bộ một mùi thôi, đừng có lẩu thập cẩm trên người. Nước hoa áo cổ áo thì lại khác, nước hoa cổ tay thì lại khác, nước hoa vệ sinh thì lại khác, lại còn dầu tóc lại mùi khác, thì chết thành đúng là cái lẩu thập cẩm, một vườn hoa đấy thì mình không thể chịu đựng được, đúng không? Có cả hoa hôi, hoa thơm, hoa khét, hoa thối, đủ các loại, thì cố gắng đều đồng bộ thôi. Cái nước xả vải chính là cái điều thú vị nhất, tại vì nước xả vải đó gần như là chiếm đa số trên người của mình, không cần dùng nước hoa nhé, chỉ dùng mỗi nước xả vải thôi, cực kỳ sang đúng không. Chứ dùng nước hoa là chỉ làm sao
thể hiện đẳng cấp thôi. Đúng là người nước ngoài họ sử dụng nước hoa rất là đẳng cấp, nhưng mà cũng không cần phải mức độ đấy đâu, chỉ cần nước xả vải và sạch sẽ thôi. Bây giờ làm việc toàn trong môi trường điều hòa mà, làm sao ra được mồ hôi đúng không, thì cần gì phải sử dụng mùi nặng đến như vậy, không cần thiết đúng không. Mà cái mùi như vậy nó tạo ra một cái sở thích riêng của nó, thu hút nhóm người riêng, nó không thu hút được tất cả đâu, chỉ nhóm riêng thôi đó. Thì chúng ta dùng nước xả vải thì hầu hết ai cũng thích hết rồi. Cái yếu tố tiếp theo là liên quan đến cái giao tiếp trực tiếp trong đời sống hàng ngày nhé, đó là bản thân chúng ta phải có những cái câu niệm. Trong cái dòng mantra bao giờ nó cũng có câu niệm, nó giống câu thần chú đấy, là mình phải làm sao đứng thẳng cái lưng lên, tự tin lại, nói chuyện thật chậm thôi, không vội vã gì cả. Có ai bắt mình phải nói nhanh đâu, họ có thể hỏi mình là Toàn ơi, bạn dạy yoga có phải không, có thể là họ họ nói rất là to rõ hoặc là lý nhí nhí, mình có thể bình tĩnh lại, bạn chờ tớ một chút xíu, tai tớ nghe hơi kém để tớ nhớ một chút, có sao đâu, cứ nhận luôn là như vậy đúng không. Xong bình tĩnh trả lời một câu, đúng rồi bạn ạ, tôi dạy yoga rất là rõ ràng mạch lạc đúng không, chậm rãi thôi, nghe thật rõ, nghe mà chưa rõ dừng lại, bạn ơi bạn nói lại đi ạ, tôi nghe chưa rõ. Cứ dứt khoát chậm rãi như vậy thì cái cách mà chúng ta giáo dục học viên của mình này, hay là học sinh của mình này, hay là người thân người yêu trong gia đình này, hoặc là bố mẹ con cái đúng không, cứ bảo rằng nói thật chậm thôi, bình tĩnh thôi, rõ chậm, không cần phải nói to, rõ ràng và chậm. Chỉ cần lặp đi lặp lại cái điều này trong vòng khoảng là một vài tuần, tự khắc tự tin, không cần phải tự tin mà là tự khắc nó sẽ tự tin, nói rõ và chậm đúng không. Thì đó là cái cách mà cái kỹ năng giao tiếp rất là đơn giản nhé. À, cũng giống như là ai đó, người ta mà mình làm nghề dịch vụ đấy, họ đến mà họ làm việc với mình thì mình phải nói chậm thôi, chứ nói to thì mà lại nói nhanh quá thì tai mình nghe thấy tiếng gió thôi, chứ mình bịt tai mình nói chứ tôi làm cái việc này đó nhanh thì tai mình còn chả nghe thấy, mình bịt lại mình chả nghe thấy gì đúng không. Mồm mình nói thì là do não mình nói chuyện thôi, chứ mồm mình nói là việc chả liên quan gì đến cái tai người ta nghe. Bịt tai lại xem mình có nghe được không, chả hiểu tôi vừa nãy tôi nói cái gì đấy, tôi cũng chả nhớ, nhanh quá tiếng gió thì người ta không nghe thấy là chuyện bình thường đúng không. Vậy thì nói chậm lại nhá, giao tiếp nhá. Tiếp tục này. Để diễn đạt được toàn bộ năng lượng của mình, để đẩy được toàn bộ năng lượng của mình ra khỏi người và dễ hiểu, tránh trường hợp là khó hiểu, thì chúng ta lại sử dụng các loại này gì ạ? Đá phong thủy, dễ kỳ luôn. Kim cương là số 1 vô địch. Lý do tại sao kim cương lại là số 1 vô địch không? Vì nó nhiều tiền. Cứ đeo lên người cái một đống tiền thì tự tin đi lên luôn, đúng không? Bắt tay mà lại nhìn cái cục kim cương nó đến 2 tỏi Việt Nam đồng thì tự tin lên cà vút, tất cả mọi thứ san bằng hết, không quan tâm đúng không. Thì các loại đá phong thủy đó chính là nó không chỉ đơn giản là nó có năng lượng ở trong đó, mà nó có giá trị đúng không, giá trị về mặt vật chất. Rõ ràng là chúng ta đi một chiếc xe đẹp, mặc bộ quần áo đẹp, đi một những đôi giày rất là đắt đỏ và cái đồng hồ Rolex đúng không, cộng với kim cương chích hai tay, mỗi cái một tay một cái 10 tỷ, 10 tỷ bắt tay nó cũng khác bọt đúng không, nói chuyện nó cũng rõ rạc và rõ ràng. Âm lượng của mình, tất cả mọi thứ năng lượng trên người của mình dùng tất cả các công cụ trang thiết bị đẩy năng lượng của mình đến những cái tầng cao vút đúng không. Đó, vậy thì đá nghe thì hơi phi lý, nghe thì hơi buồn cười tí, nhưng thực sự là bây giờ mày chả nhẽ đi nhặt mấy viên sỏi hoặc là hồng đá đỏ đấy, biết những đá thạch anh thì ruột đúng không, có tác dụng nhưng mà chỉ ở là ở quê thôi. Quê thí dụ như là quê quê xa quá, họ chả biết đây là đá gì đúng không, mà mình chẳng may lại mua được cái viên đá đấy, ai đó người ta lừa, người ta bảo rằng đây là hồng ngọc đấy, huyết huyết rồng ấy. Hồng ngọc huyết rồng nó trị giá 1 tỷ, tôi bán rẻ cho bạn vì tôi đang thiếu tiền, tôi chỉ lấy 100 triệu thôi, mua về tưởng thật là 1 tỷ đúng không, tự tin đi lên ngọn cây luôn đúng không. Nhưng bản chất mà chỗ đấy thì người ta tưởng như thế thì là ok ngon rồi, nhưng ra phố mình bảo cũng thằng nhà thằng ngố kia đeo cái viên đá viên cái viên thạch anh kia, họ bán tầm khoảng 50.000 1 kg, 1 kg luôn nhé, kho cho về nó làm cả đá cho cả xóm đúng không. Thì bây giờ giật mình ra mới biết rằng ô viên này nó rẻ tiền, mình bị lừa rồi, tự tin lại xuống còn âm đúng không. Vậy thì đá phong thủy nó có cái tác dụng là, thứ nhất là làm sao tạo ra một cái nguồn năng lượng, thứ hai là cái giá trị của cái viên đá đó, chứ không phải là cái viên đá đó nó tạo ra tác dụng nữa nhá, là cái giá trị, cái độ hiếm, nó giúp cho mình tự tin lên. Đúng là trang thiết bị mà phụ nữ mà mặc cái quần áo trang thiết bị các thứ là nó sẽ giúp mình hiệu quả hơn đúng không. Rồi vậy thì bây giờ đến các thứ khác liên quan đến cái gì nhỉ, liên quan đến các cái loại gọi là các loại thảo mộc. Các loại thảo mộc thì chúng ta cũng lựa chọn thôi, lựa chọn một cái loại gì đó mà nó thật là sao, thật là vừa sức của mình thôi, nhưng mà mình cảm thấy dễ chịu. Và thường là các loại thảo mộc mà liên quan đến họng nhá thì có rất là nhiều đúng không. Có thể là bạc hà này, có phải là khi chúng ta hít những cái tinh dầu bạc hà hoặc là ăn những cái hương vị gia vị, cái gia vị gọi là ớt, cái chanh tỏi sả các thứ linh tinh đúng không, chúng ta
Hoa đào đơn giản uống rượu vang được thôi. Uống rượu vang thì người châu Âu, người nước ngoài, nước các cái nước phát triển rất là tốt, còn bản thân tôi chỉ là biết thôi chứ tôi cũng không hưởng thụ được nhiều nhá. Ví dụ uống rượu vang như này, uống chuẩn nhá, thì cũng giống như chỉ ăn 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 các loại gia vị thôi. Chúng ta có thể lắc liếc các thứ là cái răng cái chảo được thôi, bỏ qua đúng không? Uống một miệng hơi đầy một chút, ngậm một miệng, phồng cái miệng này, xong sau đó chúng ta đẩy toàn bộ cái rượu vang ấy, đẩy giãn ra, áp tất cả vào cái khoang miệng của chúng ta, chứ không phải là ngậm vào miệng mà nuốt luôn nhá, mà ngậm vào trong đẩy ra. Cái việc đẩy toàn bộ cái rượu về tất cả các hướng khác nhau của khoang miệng mình thì tự động mình có cảm giác là rượu nó ngấm vào cái cơ miệng và lưỡi của mình, nó cứ dân gian lách tách 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 tách. Giữ như vậy, nhắm mắt nhá, yên tĩnh nhá, cảm nhận thấy hương vị từ lưỡi. Lưỡi là cái bộ phận cảm nhận thấy hương vị mà, đúng không? Vị béo ngậy, mũi chúng ta có ngửi thấy vị béo ngậy không? Không. Nhưng mà làm sao chúng ta mích lưỡi với mũi thì lại ngửi thấy vị béo ngậy, đúng không? Vậy thì rượu vang cũng vậy, chúng ta đẩy giãn thì bắt đầu cảm thấy nó ngấm vào cái thành khoang miệng của mình, bắt đầu mình cảm nhận đấy, nuốt xuống đây này, nuốt hơi ngửa cổ chút thôi, bắt đầu để tự nó chảy róc rách róc rách róc rách róc rách, nó chảy xuống róc rách róc rách róc rách, nó chảy xuống, bắt đầu làm sao cảm nhận rất rõ cái tuyến giáp nó được hưởng thụ đó. Thì chúng ta có thể hưởng thụ tất cả những loại tinh dầu này, các loại rau củ quả này, các loại gia vị này, để cảm nhận và nuôi dưỡng cái tuyến giáp. Và đúng là nam giới họ ăn gia vị ác không, chẳng nam giới nào không ăn gia vị đúng không, mặc định là như vậy. Ớt cay phóng lưỡi lên vẫn bập, rượu rụt lưỡi vào vẫn bập đúng không, tất cả các chất kích họ xài hết. Còn nữ giới à, nhưng mà kỳ nhất khiếp, cái này nó kia đã yếu rồi lại còn từ chối các cái loại dinh dưỡng đặc biệt đó, thế là lãng phí đúng không. Thì tôi không thích cái tuần thác loạn lên, ăn chơi lên, tiêu cực lên, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ là tiền tội gì không sử dụng rượu đi, rượu vang cũng được mà, rượu mạnh cũng được mà, có sao đâu, có mất cái gì đâu. Chúng ta hưởng thụ cuộc sống đúng không, cảm nhận cuộc sống chứ không phải là nghiện ngập đúng không. Có thể là chơi cỏ đi, không sao đâu, lâu lâu cứ hưởng thụ một lần, một hai hơi để thả lỏng người ra, cảm nhận xem nó thế nào, ra làm sao cuộc sống nó ra làm sao. Xã hội có cấm điều đấy đâu đúng không, trong khuôn khổ cái gì không cấm chúng ta được xài cơ mà, tội gì mà phải từ chối. Thời gian không còn bao nhiêu đâu, hưởng thụ đi, nâng cái tầng năng lượng của mình nó vượt qua cái ngưỡng năm đi, chứ bây giờ nó tắt ở ngưỡng năm. Đại đa số nữ giới nha là mắc ở ngưỡng năm và không bước được qua cái ngưỡng năm, thành ra không biết ngưỡng sáu ngưỡng bảy ngưỡng tám nó là cái gì cả đó. Thì mình chạm tới cái ngưỡng năm đi để biết rằng đàn ông nó có những cái gì ở sau cái ngưỡng đó đúng không. Rồi đó, cứ mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút nhá, cái chất kích thích quan trọng lắm chứ không phải là cứ muốn mà có mà muốn đâu. Rồi cuối cùng này, cuối cùng chính là cái câu thần chú. Bất kỳ cái gì cũng có câu thần chú nhá, thì câu thần chú đấy nó phụ thuộc vào cái trí tuệ của chúng ta, cái năng lượng, cái điều kiện của chúng ta. Có thể là nghĩ như thế này, nghĩ này, nghĩ một câu thần chú thật là thuần chủng thôi, gọi là thật là thuần thôi, thật là đơn giản thôi. Có thể là tôi cảm thấy rất là dễ chịu và trân trọng cái khoảng khắc tĩnh lặng này ở bên ngoài và bên trong của tôi đều cảm nhận được cái điều đó. Và để nói cái câu đó nó đạt cái hiệu quả cao nhất, chúng ta bịt tai vào, bịt tai như vừa rồi đấy, tôi cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu ở trong cái khoảng không tĩnh lặng này, ngay cả bên ngoài và bên trong cơ thể của tôi đều cảm nhận cái điều đó. Đó, có thể là mình tự mình nói ra cái câu đấy thì tôi nghe thì có khi tôi chả thấy gì cả, tôi có cảm xúc đâu mà tôi biết cái gì, nhưng mà Tuyền cảm xúc thì Tuyền nghe thì ok, nó ngon đúng không. Mà tôi bảo Tuyền là thế này thế nọ kia thì Tuyền mà chả thấy gì, thì tương đương với đạo Phật hay là các tôn giáo bao giờ họ cũng có một cái câu niệm riêng nhá, đạo Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, còn Thiên Chúa này lạy Chúa Amen đúng không, đấy, Amen lạy Chúa đúng không. Đó thì đấy chính là cái gì ạ, cái câu chú của họ đấy, và họ sử dụng ở tất cả các mọi lĩnh vực, vui cũng Amen, buồn cũng Amen đúng không, cái gì cũng Amen, cái gì cũng thế. Thì đạo Phật cũng vậy thôi. Hoặc là người Việt thì rất là buồn cười, những người không theo tín ngưỡng là như này này, ôi giời ơi, trời ơi, đấy câu chú của họ đấy, sướng quá cũng trời ơi, khổ quá cũng trời ơi, chẳng cần biết, trời ơi là cái gì không cần biết đúng không, mặc định luôn cả xã hội đều trời ơi rất là vui đúng không. Đấy, phải trời ơi là cái gì không biết, tôi cảm giác là tôi khổ quá tôi kêu trời ơi một cái, tôi thấy nó bớt khổ đi một tí, tôi xả khổ lên trời tôi sướng quá tôi ôi trời ơi sướng quá, tôi tự nhiên lại xả cái sướng lên một tí, lại thấy sướng thêm, tăng mức độ sướng lên. Rồi bây giờ chúng ta vào bài tập nhá, tất cả các bài tập đều tác động vào tuyến giáp và đốt sống cổ, đều có liên quan đến gập vặn xoắn rất là dễ thôi. Và cái từ khóa chúng ta đã học các buổi trước rồi là cái cổ để lộ tuổi xuân đúng không, vậy thì cái cổ càng ít cầu vai càng tốt. Rồi động tác rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ khởi động từ động tác dễ đến động tác khó nhá. Động tác đầu tiên này là ngồi thoải mái thôi, tập bằng cảm giác nhá, trước khi tập thì Tuyền nhìn tôi biểu diễn này,
toàn bộ vai của tôi tĩnh nhá, rồi cái đầu của tôi đẩy đây, đúng không? Đúng không? Có nghĩa là càng đập động tác nhỏ thì chúng ta càng phải chia nhỏ cơ thể của mình ra. Sau buổi sau nữa thì chúng ta sẽ tập về thở. Buổi thở thì sẽ rất là phức tạp đấy, dễ cực kỳ nhưng lại phức tạp. Đó, phức tạp chỗ là chúng ta sẽ khó điều khiển được. Tại vì để điều khiển được cơ thể này, đấy là cả vấn đề rồi. Ví dụ tôi Tuyền điều khiển cái bài Sáng Mặt Trời đấy thì không có nhạc cảm thấy nó không phiêu, nhưng có nhạc thì nó phiêu hơn, nó dễ dàng điều khiển hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn điều khiển cơ trơn của chúng ta thì hơi khó. Rồi nhá, bình tĩnh nhá, thoải mái này. Chậm rãi xoay mỗi cái đầu của mình sang trái thôi, khóa lại. Rồi cái cách tập thì chúng ta biết hết rồi. Và cái cách đo lường cũng biết hết rồi nhá. Tôi sẽ ngồi gần một chút để quan sát nó hiệu quả hơn. Thoải mái, thẳng thẳng cái lưng lên một chút. À, quá trình xoay thì chắc chắn là chúng ta phải làm sao nhỉ? Tận dụng triệt để, không chỉ tập mỗi luân xa mà tận dụng luôn cả cơ xương luôn, cả xương luôn, rất là được lợi ích kép luôn. Quá trình tập cố gắng lưu nhớ lại cái cảm giác, cái thang điểm tức chối khi chúng ta xoay cổ sang trái để tiện thể chữa luôn bệnh đau cổ vai gáy luôn, hoặc là biên độ dao động của đốt sống cổ bị thiếu. Đúng không? Còn động tác cuối của kích hoạt vào luân xa năm thì là tư thế cái cày và các tư thế liên quan đến con mèo đó, thì cứ giữ thật tĩnh nhá, phải khởi động thật kỹ, sau đó tập hai cái động tác cuối, thế là xong thôi. Bài này là ai đó mà là chuyên gia tâm lý đấy thì họ sẽ nói chuyện rất là phiêu, đúng cái chuyên ngành của họ mà, họ giải thích rất là dễ hiểu. Ở nữ giới là thường là bị mắc cả tâm lý đấy, stress, trầm cảm, trầm mất, trầm kha. Thực ra là không phải stress, trầm cảm, trầm mất, trầm kha gì đâu, mà là do cái luân xa năm nó bị tắc, thành ra là tự mình stress thôi, chứ người giao tiếp với mình người ta chẳng stress gì đâu. Đặc biệt là nữ giới mà giao tiếp với nam giới, xong sau đó bảo nam giới người ta không hiểu mình, lý do là mình dùng cảm xúc đấy, mình làm cái gì cũng bằng cảm xúc hết, nói chuyện cũng cảm xúc, công việc cũng cảm xúc, cái gì cũng cảm xúc, vì mình bị tắc cơn luân xa năm. Còn nam giới chẳng ai, người ta bị mấy người đâu, hiếm lắm, đếm con số, có nghĩa cả làng cả ngàn nữ giới bị hỏng tuyến giáp thì mới có một hoặc hai nam giới bị hỏng tuyến giáp thôi, và họ thích sử dụng con số nhiều hơn nữ giới. Tuy nhiên là đấy là đa số thôi, chứ còn đại đa số thôi, chứ còn nam giới đầy người cũng chuối bỏ xứ này kém luôn, còn hỏng hóc còn nặng hơn cả nữ giới. Và cũng thực tế là cũng có rất nhiều nữ giới cực kỳ siêu và giỏi, thật tĩnh nhá, thoải mái thẳng cái lưng của mình lên, rồi nhớ được cái thang điểm, vừa tiện thể này, tiện thể chữa được cái biên độ dao động của nó, có đốt sống cổ xoay phải lên trước ngả sau, bình tĩnh xoay sang phải. Đúng rồi, đây là những cái nhóm cơ rất là nhỏ, các buổi trước tôi cũng chia sẻ rồi đúng không. Chúng ta có thể nâng cái sức khỏe của mình ở một vị trí, ví dụ như là cái dạ dày nó đang là 9 điểm, chúng ta muốn nó khỏe mạnh hoàn toàn triệt để lên thang điểm 10 không dễ đâu, khó đấy. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp một loạt 50 bộ phận của chúng ta đang ở thang điểm 5 lên thang điểm 6 rất là dễ. Và cái việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là tập trung triệt để vào một chỗ, mà chúng ta làm sao nâng cấp toàn diện. Và muốn nâng cấp toàn diện thì chúng ta phải chia nhỏ cơ thể của chúng ta ra, cũng giống như là cái khối lượng công việc làm cần hết cả một trong một ngày đấy, phải chia nhỏ ra, việc gì thứ tự ưu tiên thì làm trước, việc gì ít ưu tiên thì làm sau. Thì cái cổ cũng vậy nhá, nó chỉ tập mỗi cổ các bộ phận khác tĩnh, đúng không, chả làm gì cả, chúng ta hoàn toàn có thể tự tập được mỗi cái cổ đó, chứ không nhất thiết là tôi cần phải giảm cân đâu nhá. Đầy người họ béo nhưng họ béo rất xinh đúng không, béo rất đáng yêu đúng không, nhiều người trông nó chung chín một tí, trông nó mới có da có thịt đúng không, thậm chí là hơi béo một chút trông nó có da có thịt, chứ bây giờ mình có độ tuổi mình cũng phải giống như là phải khô khô hoặc là phải thật mướt như các cháu trẻ đâu, cứ khỏe là được rồi, trông cứ ướt ướt là được rồi đúng không. Chúng ta chia nhỏ cơ thể của mình ra thành vài chục phần, ví dụ như phần cơ mặt là một phần đúng không, phần cơ cổ là một phần, phần cơ vai là một phần, phần cơ tay là một phần, phần cơ lưng là hai ba phần, phần cơ mông là một phần, phần cơ đùi là một phần, phần bắp chân là một phần, phần bàn tay bàn chân là một phần đúng không, và mắt là một phần, tai là một phần, mũi là một phần, cứ mỗi thứ một phần mà chúng ta nâng cấp từng phần một thôi, thì chúng ta có thể rảnh lúc nào tập được lúc đó, chả nhất thiết đúng không? Bất kỳ đâu chúng ta thể tập được. Và thực tế cũng chứng minh rất là nhiều, này nhiều người khỏe chỗ này nhưng mà lại yếu chỗ khác, thậm chí là còn chết sớm vì một chỗ số nó hỏng sớm quá, ví dụ như bệnh ung thư.
Hôm qua tôi dạy khóa huấn luyện viên yoga K31 buổi về tập thở. Có một chị bị ung thư buồng trứng và chị cắt cả hai buồng trứng đi rồi. Và tôi hướng dẫn chị cách thở để gia tăng thân nhiệt, để giết chết các tế bào ung thư đó đi. Khoa học hiện đại, khoa học cổ đại đều có cách đó nhá. Có điều là mình chưa chạm tới cái điều đó thôi, thì mình không biết thôi. Thôi, Vương quay lại. Rồi ngậm miệng lại này, ngậm miệng lại. Đẩy thật căng cái cổ của mình lên trên, đồng thời hơi về sau. Hơi ngả toàn bộ phần vai của mình và đầu của mình về sau để cái áp lực kéo nó quyết liệt hơn. Thì có thể ở đây bắt đầu chúng ta thấy giáp cả phần trước cổ rất là nhiều đúng không? Rất nhiều người béo lên một tí là hai cằm đấy, ba cằm luôn ấy, cổ thành mấy đốt giống như con đuông dừa đấy. Đúng không? Đó là do chúng ta có thể là body ổn, chắc chắn khỏe mạnh nhưng lại có một vài vị trí, cụ thể là cái cổ nó làm sao nhỉ? Nó bị béo ấy, hoặc nó bị nhũn quá, nó không có cơ, nó chỉ có da mấy cái gì nhỉ? Da, gân, mạch máu và mỡ thôi, không có cơ. Thì nó chảy xuống đúng không? Rất là phí. Mặc dù các bộ phận khác rất là đẹp nhưng lại có mỗi cái cổ nó rất là không đẹp, thì có lãng phí không? Thật tĩnh nhá, thật chắc nhá, thật chặt chẽ. Tĩnh, chắc, chặt chẽ. Tĩnh, chắc và thật chặt chẽ. Ôi, bình tĩnh, thoải mái. Rồi, tay trái này đặt lên đầu của mình nhưng mà bên phải nhé. Rồi thoải mái nhẹ nhàng kéo căng cái cổ gáy của mình sang bên trái. Từ từ thôi, đừng đừng tăng nhanh quá. Thì cái phần cơ cổ trái phải bao giờ mình cũng yếu hơn mức bình thường, nó cứng hơn mức bình thường ấy chứ không phải yếu đâu. Thành ra kéo nó hay bị gọi là tăng cái cường độ đột ngột nên là chấn thương luôn. Hơi cúi nhẹ đầu xuống này, hơi cúi nhẹ cái đầu xuống một chút xíu đúng rồi. Thì nó rát 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 tức 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 ấy, ở phần dưới cái tai của mình đấy, ở phần hai bên gáy của mình đấy. Đúng rồi. Để lát nữa mình vào động tác chính nó không bị tổn thương. Để có thể tác động được vào động tác chính với cái cường độ vận động nó đủ thì chúng ta cũng phải duy trì từ 3 đến 5 phút nhé. Tất cả những người bị bệnh tuyến giáp đấy đều phải giữ tĩnh động tác và cái mức tối thiểu thì mới đạt được cái yêu cầu, nghĩa là cái thân nhiệt nó tăng chưa đủ. Ai đó người ta chẳng có cái bệnh gì cả, sức khỏe người ta bình thường thì người ta tập giữ 10 năm 2 30 giây thôi, di chuyển liên tục thì nó rất dễ chịu và thoải mái. Còn những người mà đã có vấn đề rồi hoặc là muốn kích cái vấn đề của mình làm sao nó bớt hỏng hóc đi hoặc là nó tăng cái hiệu quả của cái vấn đề của mình đang ở cái ngưỡng tốt tốt nhưng mà tốt muốn tốt hơn nữa thì chúng ta buộc phải giữ trong cái thời gian nhất định để tăng cái quá trình trao đổi chất lên. Giống như môn gym thì họ cứ lặp đi lặp lại đến vài chục lần, thậm chí cả vài trăm lần trong nhiều tổ khác nhau để tăng cái quá trình trao đổi chất lên. Cái nhóm cơ đấy nó phải tăng nhiệt lên. Thì yoga lại thông qua thời gian giữ tĩnh động tác để tăng nhiệt cơ lên. Từ đang kéo nhá. Và khi đang kéo thì rõ ràng cái lực kéo thì nó vẫn chỉ có vậy thôi. Có lẽ từ đầu đến giờ nó vẫn chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái cường độ tầm khoảng 80% sức kéo của mình thôi. Nhưng mà rõ ràng thì cơn đau chúng ta cảm nhận nó tăng dần lên đúng không? Đó. Vậy thì phải tăng đủ cái nhiệt cần thiết thì quá trình trao đổi chất nó mới xảy ra và cơ thể của chúng ta nó mới có cái năng lực tự chữa lành được. Và công thức nhá, tất cả tế bào của chúng ta sẽ được biến đổi ở độ nhiệt độ tầm khoảng 40 độ trở lên. Chúng ta hiện tại đang 37 đúng không, thì nhiệt độ để quá trình trao đổi chất xảy ra là tầm trên 40 độ. Và thường thì những tế bào khỏe mạnh nó sẽ chịu được cái nhiệt độ tầm khoảng trên dưới 50 độ C. Tế bào khỏe mạnh nhá, có nghĩa là chúng ta dọi đèn hay là bôi các chất gì đó vào đấy thì nó sẽ chịu đựng vào, nó không bị tổn thương. Nhưng tất cả những tế bào ung thư hoặc những cái tổn thương mô thì nó sẽ chết ở cái độ nhiệt độ tầm khoảng 40 cho đến 43 độ C. Vượt quá 43 độ C thì có thể là tôi chịu được tầm khoảng 53 độ C, nhưng Tuyền thì yếu hơn, nữ giới thì yếu hơn đúng không, chịu được khoảng tầm 45 độ thôi. Còn không bị toạch, tôi có một luôn một cái vết sẹo ở đây này,
đấy. Hôm spa đấy, hôm làm spa live stream spa đấy, đốt mỡ bụng, đâu chiếu đèn dọi vào để quấn quấn ni lông vào, xong rồi bôi dầu vào để tăng cái độ nhiệt độ lên lên để giảm mỡ bụng cho nó vui mà quay live stream. Thế mình cứ thấy rất rát, thì mình hỏi các nhỏ là thì cứ giữ nguyên nhá, rồi chậm rãi đổi bên, nên đổi bên. Mình hỏi con nhỏ là qua đây, người ta các cô các chị vẫn chịu được cái nhiệt độ như này phải không con? Cái nhỏ nó bảo đúng rồi thầy ạ, họ còn tăng hơn nữa cơ. Thế mình nghĩ bụng à, ôi, mình đàn ông thì tránh lại đi không chịu được, họ chịu được thì có nghĩa là mình chịu được, chắc chắn là họ chịu được là có nghĩa là không tổn thương thì họ mới chịu được, đúng không? Mình thấy nó cứ rát, thậm chí là rát nó nhói nhói, nó cắn ở cái chỗ đấy, cái chỗ mà mình bị phồng đấy, rộp sau này mà rỡ ra thì nó rộp lên bị bỏng ấy, phồng rộp lên cơ, mọng nước lên luôn, bây giờ thành sẹo luôn đấy rồi. Thì với mình thì sẹo chả sao, chả quan trọng, vẫn đẹp vẫn ngon, nữ giới là cái rách việc to đúng không? Và cái nhiệt độ là giữ cái nhiệt độ nó chiếu cái đèn vào đấy, đến cái ngưỡng mà nó còn cháy cả cái chỗ đấy, nó phồng cả rộp lên cơ mà, thì đúng rồi, thì tế bào khỏe mạnh nhá nó sẽ chết ở cái nhiệt độ tầm khoảng trên 50 độ C. Đối với những người khỏe trên 50 có thể là 51, 52 thôi, nhưng những cái tế bào mà nó tổn thương có thể là nó yếu thì nó sẽ chết ở cái nhiệt độ tầm khoảng 40 đến 43 độ. Và thường là tất cả những người bị ung thư, bị gút hay bị đau dạ dày hay gì gì đó thì đúng là cái bộ phận tổn thương đấy bao giờ nhiệt độ nó cũng tăng cao hơn bình thường, đúng không? Đó là tự nhiên cơ thể của mình đưa virus vi khuẩn tới để tấn công và tạo ra cái nhiệt ở đó để làm sao tự chữa lành. Thì cứ chỗ nào đó mà đang có tăng nhiệt cao thì chỗ đó đang có tổn thương mà đang được chữa lành, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái nguồn lực khác nhau để tăng cái nhiệt độ của mình lên. Chúng ta tập như này này là tăng nhiệt độ lên. Chúng ta có thể ăn những cái chất làm sao nóng vào người để tăng nhiệt độ lên. Chúng ta có thể ăn các loại thực phẩm chức năng để đưa vào đúng cái vị trí bộ phận đó để tăng nhiệt độ lên. Và thực tế cũng như vậy nhé, tất cả những người mà có nhiều bệnh đấy và bệnh lặt vặt linh tinh các loại ấy, đều nhiễm tính hàn hết, có nghĩa là cơ thể bị nhiễm tính hàn mà không hề biết gì cả. Rồi buông lên, rồi xoay người duỗi chân, xong bên nào đó cũng đập, tập tạm thời căng duỗi cái đã để nó thoải lỏng, thoải mái thả lỏng cái lưng của mình ra. Lấy ví dụ luôn nhá, những người mà hay bị bệnh lặt vặt ấy, thân nhiệt của họ thấp, chân họ rất là lạnh, năng lượng của họ cũng thấp và họ hay bị rất nhiều cái bệnh lặt vặt, đặc biệt là các bệnh liên quan đến cơ quan nội tạng, đúng không? Vậy thì cách nào đó, làm cái cách nào đó để tăng cái nhiệt của họ lên, dễ thôi, sử dụng các loại chất kích thích vào, sử dụng các loại gia vị vào, đúng không? Tập luyện thêm và suy nghĩ tích cực lên. Thì lại thêm một cái ví dụ nữa nhá, tất cả những người ngồi thiền mà muốn chữa bệnh, bản thân chúng ta bị bệnh thì có nghĩa là thân nhiệt của chúng ta đã bị tăng rồi, đúng không? Nhưng chúng ta lại ngồi thiền theo kiểu gọi là cắt giảm năng lượng giống như những người tu hành đấy. Hầu hết bây giờ thiền nó có hai loại thiền, hàng trăm loại thiền không cần biết, nhưng mà chỉ có hai loại thiền chính là thiền để dùng để chữa bệnh là một, và thiền để dùng để cắt giảm tất cả những thứ không cần thiết trong đời sống hàng ngày, đúng không? Thuyền thuyền học cái bài thiền rồi, đúng không? Cách tập thiền đủ các loại thiền rồi, thì loại thiền gì tôi cũng chẳng cần quan trọng, mà quan trọng là tập thiền để làm gì, đúng không? Tôi cần gì và tôi tập thiền để làm gì. Thì có người dùng thiền là để chữa bệnh, có người dùng thiền là để cắt đi tất cả những thứ không cần thiết trong đời sống mà cảm thấy mình nó nhẹ nhõm hơn. Thì nếu như chúng ta mà là người cần cắt bớt những thứ không cần thiết để cho cuộc sống mình nó thoải mái, dễ chịu, hạnh phúc hơn, thì chúng ta lên tập những cái loại thiền liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Ở trong những loại thiền đó thì có luôn cả lý thuyết để cần cắt những thứ không cần thiết đi. Và thiền đó là giúp chúng ta làm sao giảm thân nhiệt của mình xuống. Và khi giảm thân nhiệt thì chúng ta hầu như không có nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm liên quan đến nóng nữa, cay nóng nữa, hay là thậm chí là đạm động vật nữa. Thì tự động chúng ta sẽ cắt giảm dần cả cái suy nghĩ của mình đi, cái gì ít cần thiết nghĩ rồi dám đầu chúng ta cũng cắt bớt nhé. Nhưng nhược điểm chí mạng luôn này, nhược điểm cực kỳ lớn luôn này, tất cả những người có bệnh mà lại lựa chọn dòng thiền đấy thì lại vô tình giảm thân nhiệt của mình xuống, đúng không? Và rồi bệnh của mình nó làm chậm cái quá trình làm sao khỏi bệnh của mình lại, có thể làm còn tăng nặng cái cường độ bệnh của mình lên. Ví dụ bây giờ mình đang đang bị thoái hóa ở mức độ số 3 thì nó chuyển sang mức độ 4 5 hoặc là 6 7 mất rồi, đúng không? Và tôi có rất nhiều học viên như vậy nhá, thầy bảo rằng là thiền thì tập thì tốt rồi, nhưng trường hợp của bạn là không phù hợp với loại thiền đó mà cần phải ăn uống như này, tập luyện như này và ngồi loại thiền khác, không nghe. Thầy ơi em có cái khóa tu em cần phải làm sao hoàn thành nốt. Ồ rồi hoàn thành nốt
nốt xong rồi thì bệnh của mình đang từ mức độ 3 sang 4 rồi, hoặc là gút thì nó khỏi được 4 5 tháng nay rồi, thầy điều trị cho 4 5 tháng nay rồi khỏi rồi, đúng không? Bây giờ nó lại tái lại. Mà rõ ràng đi thiền, đi tụng cây, đụng tụng kinh niệm Phật ăn chay nhé, mà nó lại gút lại. Đúng không? Là do cơ thể mình nó nhiễm độc, nó không cân bằng năng lượng và nó tự bệnh, nó tự phát bệnh ra. Đúng không? Chứ mình cũng chẳng biết đâu mà lần cả. Rồi. Vậy thì thiền nhá, rất là tốt, nhưng lựa chọn được đúng để đáp ứng được cái nhu cầu của mình, đấy mới là vấn đề, chứ không phải là tốt mà đáp gì vào cũng tốt, giống như chiếc xe xịn xe sang cũng vậy thôi. Đưa cho tôi thì tôi chỉ có đốt nhà thôi, đi thì chẳng có tác dụng sử dụng gì cả, nuôi nó xong rồi mình cũng chết nhỏ. Hoặc là trao cho tôi một cô gái xinh đẹp rực rỡ như hoa hậu hoàn vũ ấy, lại thông minh siêu siêu phàm như vậy, mà tôi hướng dẫn cho bạn ấy đi dạy yoga thì chết đói cả lút. Bạn ấy cũng đói, tôi cũng đói, mà dạy ở Việt Nam mà dạy ở Thiên Lôi đó thì thôi rồi, nghèo rơi răng ra, các cụ chỉ tập 500 một tháng thôi. Rồi buông lỏng xuống tay, buông lỏng xuống tay, cái cày nhá, nhích mông về trước này, lật cái cày. Rồi khi lật cái cày nhá, chúng ta cố gắng đan 10 ngón tay vào nhau, sau đó lách cái lưng cái vai của mình sang phải sang trái, nắm chặt lòng bàn tay lại sao cho mà toàn bộ phần ngực của mình đấy nó dồn nó đè, cái tiếng hít vào thở ra của mình nó cứ khè 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 đấy. Rồi tôi sẽ sửa nhá. Cái cày nhá, đúng rồi, tiền đan 10 nắm 10 ngón tay nhau. Chèn tất cả cái khoang ngực của mình này, cái phần xương đòn của mình vào cổ. Cái tiếng kêu nó phát ra, hít vào thở ra nó cứ khè khè, khít khít khè khè đấy. Có nghĩa là nó đang tác động trực tiếp vào tuyến giáp. Và động tác cái cày hỗ trợ tuyến giáp. Cũng như làm sao trị liệu tuyến giáp. Có hết rồi, một loạt công thức rồi. Không phải người xưa tự nhiên người ta chế ra cái động tác này làm gì cho nó mất thời gian đâu, hoặc là người ta nói quá hay đâu, không phải đâu, chuẩn tuyệt đối luôn, chả có một cái công thức, cũng chả có một cái môn gì đó mà nó tồn tại đến cả nhiều ngàn năm nay mà bây giờ vẫn được sử dụng, không cần phải bàn cãi về đúng hay sai nữa rồi, mà chỉ có tên là tốt thì phù hợp hay không phù hợp ấy. Chúng ta lựa chọn đúng cái mà chúng ta làm sao cần thiết, nó phù hợp với ta, đúng không, nó đúng với ta, thế là xong. Rồi giữ thật tĩnh nhá. Cứ nghe tiếng khít khít kẻ kẻ, khít khít kẻ kẻ. Đừng có đè quá căng, tại vì khi đè quá căng thì nó đè vào cái nốt sung cổ. Mình được cái việc của tuyến giáp nhưng mà lại toi cái nốt sung cổ thì toang, cứ là đè mạnh quá. Giữ thật tĩnh nhá. Đúng rồi, càng tĩnh càng tốt. Càng thoải mái, thả lỏng, thư giãn càng tốt. Tĩnh. Thoải mái, thả lỏng, thư giãn càng tốt. Tĩnh chắc chặt chẽ, đồng thời lỏng tất cả những bộ phận không cần thiết, càng tĩnh càng tốt nha. Khít khít khè khè, khít khít khè khè, đúng không? Tĩnh chóc chặt chẽ. Sắp tới tôi sẽ làm một cái chuyên đề về yoga chữa bệnh, chính xác là trị liệu bệnh ung thư. Tôi sẽ nói ra một loạt các cái kiến thức để tự chữa được bệnh ung thư dễ vô cùng luôn. Và hàng ngày thì đúng là trên thị trường chưa có nhé, chưa có những cái bộ video về chữa bệnh ung thư. Tại vì có quá nhiều các loại bệnh ung thư, thành ra là không thể dồn kiến thức vào. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa một cái đại cương, thật đại cương thôi. Giữ thật tĩnh nhá. Càng tĩnh càng tốt.
Rồi hạ xuống, thoải mái chậm rãi hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Rồi bình tĩnh nhá, hạ xuống. Tiếp tục này, rất là dễ thôi. Bình tĩnh này, gập mỗi cái đầu của mình lên đây nhá. Gập mỗi cái đầu của mình lên này. Sao cho cái cầm của mình nó chạm được vào cái hộc của hầu của mình ấy. Cái ít hầu của mình ấy, hoặc là xương quai xanh của mình tầng cốt. Cố gắng ép căng căng một chút. Đúng rồi, căng căng có thể là mỏi cổ nhé. Lát nữa mỏi cổ quá thì chúng ta có thể dùng cái ngón tay đỡ một lát để đạt được đủ 3 phút. Cái lợi ích kép thì có ai cũng biết rồi, có cái phần cơ cầm ở dưới bọng cổ đấy. À, chúng ta thì người bình thường thì cũng chẳng quan trọng quá là cái việc có xấu hay đẹp, nhưng mà có rất là nhiều người, người ta quan rất là quan tâm tới cái việc là xấu đẹp đấy. Hoạt tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt. Càng tĩnh càng tốt. Trong các loại bệnh rối loạn chuyển hóa không lây đấy, thực ra là bệnh ung thư là bệnh quan trọng nhất, cần phải xử lý điều trị nhất và nó tốn nhiều nguồn lực nhất. Nhưng để phòng và tự chữa được bệnh ung thư thì lại vô cùng đơn giản. Đơn giản đến cái ngưỡng mà chúng ta có thể nói là quá đơn giản. Chỉ có điều là hầu như mọi người đều không tự ý thức, và cũng như là hầu như là mọi người là gọi là chủ quan. Cái sự chủ quan này có thể là phải trả giá, có thể là phải trả giá ít hoặc nhiều nhé. Nhưng có người thì vài chục năm mới trả giá, có người thì 10 năm mới trả giá, có người chỉ vài tháng mới trả giá rồi. Rất là khó có thể đo lường được, tại vì cơ địa, cơ tạng mỗi người khác nhau, tình trạng sức khỏe hiện tại của mỗi người khác nhau. Thành ra rất là khó có thể là đưa ra được cái con số cụ thể chi tiết. Chính vì vậy mà chúng ta hầu hết là chủ quan. Rồi hạ xuống. Tiếp tục nhá. Rồi vung chân ngồi dậy. Vung chân ngồi dậy này. Chuyển hình thế con mèo nhá. Nhưng lưu ý này. Thế con mèo chúng ta làm như sau nhá. Không làm thành hoàn toàn thế con mèo. Mà chứ con mèo thì có phải là cái đùi chúng ta chống vuông góc mặt thảm không? Nhưng bây giờ chúng ta không để cái đùi chống vuông góc mặt thảm nhá. Chúng ta để lùi cái mông của mình lại sau một chút. Nó cách cái gót chân của mình khoảng 20 cm. Đúng rồi, áp cái má trái xuống thảm, cái má trái của mình áp xuống thảm, đồng thời hơi cúi nhẹ cái đầu xuống, tay buông và duỗi về sau, làm luôn. Mông của mình cách cái gót chân của mình khoảng 20 cm. Cứ thật tĩnh nhá. Đúng rồi. Cảm nhận tiếp này. Cái thang điểm tức chối TE của đốt sống cổ. Đúng không? Tĩnh TE. Đúng rồi. Giả thiết như bây giờ này, rất nhiều người bị ca tuyến giáp. Rất nhiều người nhá, đã hỏng tuyến giáp, đã lỗi tuyến giáp thì chớ rồi, bây giờ lại còn combo thêm cái bệnh cả ca tuyến giáp thì mệt lắm. Gần như là cuộc sống như vậy là không còn có cái khát vọng sống hay là kỳ vọng về cái điều gì đó trong tương lai nữa đâu, mà là cố gắng sống tốt nhất có thể, hạnh phúc nhất có thể, và giúp đỡ được gia đình cũng như bản thân mình nhiều nhất có thể. Hầu hết mọi người đều có cái tâm lý chung là như vậy, đúng không? Khi mọi người cảm thấy rằng cái thời gian của mình không còn nhiều nữa thì bắt đầu mọi người cắt bớt những thứ nó không cần thiết và bắt đầu tập trung vào những thứ nó có giá trị, đúng không? Thì bắt đầu mọi người tìm hiểu các cái phương pháp để chữa bệnh ung thư, bắt đầu mới tìm hiểu nhé. Thì có thể liệt kê ra rất là nhiều thứ, cách ăn uống này, các thói quen tập luyện này, cái môi trường sống này, rồi đúng không, và những cái thứ mà mình cảm thấy rằng là nó khó khó có thể từ lấy từ đầu đến giờ, nó còn liên quan đến cả di truyền nữa cơ, khó có thể thay đổi. Và thường thì gia tốc quyết liệt nhất trong cái việc điều trị, trị liệu và chữa bệnh thì là hầu hết là những cái người mà bị ung thư thì họ có gia tốc là hiệu quả nhất, cao nhất. Và đúng là bất kỳ quốc gia nào cũng vậy nhá. Yoga thì hiện tại đây là một cái công cụ để phòng, tránh và điều trị, chữa trị, trị liệu bệnh ung thư, là một trong những công cụ mà có thể nói là khá là hoàn hảo tính đến thời điểm này. Có thể tự mình làm nhé, không nhờ đến bác sĩ.
và chúng ta hoàn toàn có thể tổng kết lại và tạo ra một cái bộ video như vậy. Thì tôi có mấy cái bộ video như vậy nhưng mà nó nhiều quá, nhiều thứ quá, thì cố gắng là dồn lại trong một bộ video tổng kết, có nghĩa là tất cả những bệnh ung thư nói chung. Thì có thể này, có nhiều người thì bình thường chẳng ung thư gì cả, nhưng đùng một cái là cái lượng bạch cầu chúng ta nó tăng quá nhiều, vậy thì là bị ung thư máu, là máu trắng đúng không? Và bệnh bệnh ung thư máu là cái bệnh mà chẳng có cái ưu biếu của nợ gì trên người cả. Rồi bình tĩnh này, chống tay ngang vai nhổm dậy cho nó đỡ tức cổ quá, rồi đổi bên thật chậm thôi, đổi bên đúng rồi, rồi cúi nhẹ cái đầu xuống một chút xíu đúng rồi, giữ tĩnh nhá, nằm ngủ một giấc thôi, thư giãn thoải mái dễ chịu thôi, thật tĩnh này. Có người thì bị ung thư xương, có nghĩa là hoại tử xương hoặc ung thư xương, có cái khối u có nhọt gì ở xương đấy, hoặc đơn giản chỉ là máu nó không cung cấp đủ cho xương mà dẫn tới là xương bị hoại tử, có nghĩa là thiếu năng lượng mà mục xương đúng không. Có người thì ung thư gì ạ, vòm họng. Ở trong lớp tập Zoom hôm nay ấy, thì có một anh bị ung thư xương, một anh bị ung thư vòm họng đúng không, và ở lớp offline thì nhiều vô cùng luôn, nhiều lắm. Ca tuyến giáp thì ở lớp 3 giờ chiều có một chị tên là chị Huyền là bị ca giáp, buổi tối cũng có hai chị là bị ca giáp, và điều trị chữa trị là hết rồi, hết rồi, nhưng mà bác sĩ luôn luôn nhắc nhở là cái gì không ăn là không được ăn, cái gì ăn thì mới được ăn, và chị ăn uống rất là làm sao nghiêm túc khoa học. Mà hiện tại là có người sống với tập gần 20 năm rồi, có người sống hơn chục năm rồi, có người sống 7 8 năm nay rồi vẫn không sao cả, khỏe mạnh bình thường, chém gió phần phật. Sống xuống thấp một chút nữa thì bắt đầu là ung thư làm gì ạ, thanh quản thực quản hoặc làm sao ung thư tuyến giáp, xuống thấp một chút nữa ung thư phổi đúng không, xuống thấp một chút nữa là ung thư tụy đúng không, gan thận đúng không, hoặc làm sao dạ dày ruột đó, xuống dưới thấp một chút nữa buồng trứng tử cung tinh hoàn đúng không. Thì hầu hết những cái bệnh ung thư đều nguyên nhân chính đều là do cái thói quen sinh hoạt ăn uống của mình sai, 80% trên 80% các bệnh mà từ miệng mà vào, mà bởi chỉ cần thay đổi cái thói quen ăn uống thôi thì nó đã hạn chế được 80% rồi đúng không. Ngoài ra chúng ta sử dụng thêm tất cả các công cụ chúng ta có, càng tĩnh càng tốt, càng chắc càng tốt. Và quay lại vấn đề này, nữ giới đa phần nữ giới nhá là bị cao tuyến giáp, đa phần nữ giới đấy có lẽ là 10 người là có vài người đấy, nam giới thì rất là ít, cực kỳ hiếm, và đại đa phần nữ giới đều không vượt quá được cái tầng năng lượng thứ năm, chính là cái luân xa số 5 đấy. Còn 6, 7, 8 nó là cái gì thì các buổi sau chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp. Còn khi không vượt được qua năm rồi thì 6, 7, 8 là chỉ là con số thôi. Cái con số thứ 6 là rất là thú vị. Toàn thế giới họ đều hướng tới con thứ 6. Còn con số thứ 7 thì nó là con số cực kỳ ít. Con số thứ 6 thậm chí nó còn là con số may mắn của toàn bộ thế giới luôn cơ. Ở Việt Nam thì nó gọi là con số lộc, số 6 là số lộc. Đúng không? Rồi, bình tĩnh chống tay nhổm dậy. Rồi tiếp tục nhá, ngửa cái cổ đè về trước này, ngửa cổ thế con mèo ấy, ngửa cổ nhưng vẫn giữ nguyên như vậy thôi. Rồi hạ xuống. Hạ xuống cố gắng nhá. Thế con mèo chạm xuống, chạm cằm mình xuống. Chạm xuống. Rồi lần này thì duỗi hai tay về trước. Rồi. Sau khi duỗi hai tay về trước mà Tuyền còn cảm Tuyền làm sai một chút nhá. Lùi toàn thân về phía sau khoảng tầm 30 cm, về sau chứ không phải về trước. Toàn thân lùi về sau. Nữa. Rồi được rồi, duỗi hai tay về trước. Hai tay duỗi dài về trước. Rồi bắt đầu từ đây nhá. Ngậm miệng của mình lại, cố gắng ngửa và kéo giãn toàn bộ mặt trước cổ của mình về phía trước, đồng thời ép sát xuống thảm. Nếu như trong trường hợp cảm thấy hai cái đốt xương đốt xương cổ nó chọi vào nhau nó tức tức ấy, thì có nghĩa là biên độ dao động của đốt xương đã hết, và mình đừng có áp lực lớn quá. Mình muốn tăng biên độ dao động của đốt xương cổ lên không, muốn chữa và điều trị cũng như là trị liệu phòng bệnh sớm các cái bệnh liên quan đến tuyến giáp, thì chúng ta cần phải làm sao lắng nghe xem mình có phù hợp không, mình có ổn ổn không, đừng có đè tham quá. Ôi, bọn động tác này động tác kia nó chữa được cái bệnh này bệnh nọ, cái mình áp lực mình đạp mình tập tập tối bụi cả sáng chiều tối, dẫn đến tổn thương đốt sống cổ lợn thành lợn què đấy.
gọi là người ta gọi là rước họa vào người, có thể chưa kịp làm sao, chưa kịp xử lý xong vấn đề thì đã bị tổn thương rồi, tổn thương các cái chỗ khác, và thường đó là những cái tác dụng phụ đấy, tác dụng phụ trong thuốc này, rồi tác dụng phụ trong cả bài tập được, cũng giống như xì như nhau thôi. Thì quá trình đè xuống lưu ý để ý một chút nhá, đừng để cái đốt sống cổ nó chọc vào nhau, nó chối tức nhiều quá, nó chối và nó tức nhiều quá nhá. Mình cứ thấy là rát ở cổ thì càng rát thì càng tốt, nhưng mà tức ở đốt sống cổ thì phải hạn chế điều chỉnh. Luôn luôn lưu ý này, tư thế cần phải giữ tối thiểu khoảng 3 phút và tối đa tầm khoảng 5 phút trong dòng Jin Yoga. Giữ tối thiểu 7, tối đa đến 9 phút là trong phần gì ạ? Nâng cao và giữ theo sức khỏe của mình, có thể là 30 giây, cũng có thể là 3 tiếng. Thì đó là phần nâng cao dành riêng cho cá nhân của mình. Còn ngoài ra nếu như mà chúng ta chưa đạt được cái thời gian đấy đấy thì chẳng có cái điều gì xảy ra đâu. Cái quá trình đó trao đổi chất nó không xảy ra, nó chẳng làm cho mình khỏe mạnh lên cả, nó chỉ làm cho mình dễ chịu và thoải mái một chút thôi. Yoga là chìa khóa vàng để mở tung. Ôi, chúng ta hãy buông lỏng lòng dài. Rồi. Thôi thoải mái nhé, ngồi xoay nhẹ cái cổ thôi. Xoay nhẹ lắc lư cái cổ thôi. Cái cổ nó có rất ít cơ. Chính vì vậy chúng ta không tập được nhiều đâu. Tập còn tầm khoảng 20 phút đổ lại thôi. Tập nhiều quá là dễ tổn thương, dễ bị xương nó đè vào nhau, là chối tức. Không cẩn thận này còn bị ngáo cổ đó. Rồi cứ chậm rãi thôi, xoay phải xoay trái đổi bên, nhẹ nhàng thôi. Những cái bài tập này rất là đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể tập bất kỳ lúc nào, dỗi là tập được, thậm chí là vừa chơi điện tử vừa tập được, chẳng sao cả, vừa nghịch Facebook vừa tập được. Xoay bên trái thì tay phải cầm điện thoại, xoay sang phải tay trái cầm điện thoại, cứ ngược thế thôi. Rồi thế này, Tuyền có thắc mắc gì không, thế này mình lại luyện yoga vào lâu tiếp, lại luyện tiếp, lại ghép nhạc tiếp. Như này nhá, có thể là mình sẽ gần hết bài chuỗi bài tập, đến phần luân xa là cũng hòm hòm rồi. Thì tuần Tuyền nghĩ tiếp đi, xem mình thiên về dòng yoga gì. Giả thiết như bây giờ chuyên về trị liệu thì trị liệu cái gì? Đó, chuyên về xương khớp thì chỉ xương khớp thôi. Mà chuyên về ung thư thì chỉ ung thư thôi. Thì truyền tải các kiến thức về ung thư, đồng thời xây kênh về ung thư luôn. Đó, các bài tập về ung thư. Trên trang Google nhá, chưa có một huấn luyện viên yoga nào đó mà chia sẻ các bài tập về chữa phòng bệnh ung thư, không có nhá. Đó, vậy thì có thể rõ ràng rồi đúng không, bệnh ung thư là cái bệnh rất là khó có thể học tập cũng như là có các kiến thức để chữa được bệnh ung thư. Tổng kết lại một vài thứ để tăng cái năng lượng của Tuyền đấy nhá. Đầu tiên này, nước là nguồn gốc của sự sống, vậy thì nước kiềm là cái nước rất là quan trọng cho người chữa bệnh ung thư đúng không, nước kiềm ấy đó. Vậy thì nước kiềm là, một là mua máy, hai là làm nước chanh mật ong, ba là làm cái gì nhỉ, lá lô hội,
thì chúng ta hoàn toàn có thể năm loại nước, ba loại nước cực tốt giúp người ung thư khỏi bệnh nhanh hơn. Đấy là video đơn giản vậy thôi. Thứ nhất là nước kiềm này, cái cách làm như nào ra, làm sao trình bày ra, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái bộ video rất là ngắn, có thể rơi tầm 10 15 phút nói chuyện thôi. Đấy, có cái trang thiết bị dụng cụ nhà bếp mình đầy, đúng không? Hoặc là động tác, năm động tác chữa được bệnh ung thư gì, tuyến giáp vừa rồi xong luôn, đúng không? Sau đó phải trải đấy lên, đúng không? Đó, có công thức khoa học luôn rồi chứ không phải chúng ta bịa đặt ra đâu nhé. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào việc là động tác đó có sách, có quyển sách đàng hoàng rồi. Tôi nói tôi sách mách tao chứng cơ mà, chứ không phải tôi chế tạo đâu. Cái ông viết sách này là cái ông rất quan trọng đấy, đúng không? Họ tạo ra một cái niềm tin, đúng không? Tạo ra một cái khung cứng để mọi người làm theo. Thì mình hình dung là, cần hình dung thì có thể thiên về là phòng chữa các bệnh về rối loạn chuyển hóa không lây, nặng nhất là bệnh ung thư. Chữa lành cái gì, trị liệu cái gì, trị liệu chuyên ung thư thôi, hoặc là chuyên xương khớp, chuyên cái gì thôi, chứ đừng lẩu thập cẩm giống như tôi, cái gì cũng biết thì trở thành chuyên gia, nhưng mà làm sao không thể làm chuyên một cái gì cả. Chuyên gia là chỉ là chuyên gia apply thôi, còn chuyên gia trên mạng xã hội chỉ làm một thứ thôi, có thể chỉ tăng cân hoặc chỉ giảm cân thôi, hoặc chỉ xương khớp thôi, hoặc chỉ thoát vị thôi, hoặc chỉ ung thư tử cung hay là ung thư tuyến giáp thôi, hoặc là chỉ ung thư không thôi, chứ đừng cái gì cũng biết, giảm cân cũng biết, tăng cân cũng biết, rồi body cũng biết, cái gì cũng biết, cuối cùng bạn ấy bạn dạy yoga. Vâng đúng rồi, bạn dạy yoga gì bạn nhỉ? Né 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 nghĩ lại ra một thứ, hatha yoga cho nó dễ, cho chung chung, đúng không? Cuối cùng cũng chả biết mình dạy yoga gì, cái gì mình biết, mình thích quá, mình ham quá, nhiều thứ quá, đúng không ạ? Tính nghĩ xong chưa? Em nghĩ xong rồi. Không rồi Bây giờ à? thầy muốn em nói thầy luôn bây giờ hay là để em tổng kết cho thầy, em gửi tin nhắn cho thầy. Ok, tổng kết từ gửi nhá, thì cố gắng. Tại vì em cũng biết là em muốn làm gì rồi, Ok rồi. thì nhá. Ok. Thì sau đấy thì Ừ. thầy tiếp tục chỉ em nhá. Rồi ok, yên tâm nhá. Em mà càng siêu thì biết đâu thầy lại có thêm thị trường ở bên đấy, sướng quá. Đúng không? Mấy hôm Thế nữa giờ thì em chỉ cần em xây dựng, em xây được cho em để đúng thầy rồi. chăm sóc, với em sóc cái gì Ừ, chính khí. Ít nhất là em phải xây dựng cho em thành thành một cái hệ thống marketing tự động đã. Có nghĩa thành là cái tuyển cái hệ thống marketing của tự thầy động tìm thôi. kiếm khách hàng ấy. Dễ mà, làm mỗi kênh YouTuber xong. Thế thôi. Cùng lắm làm thêm Thì em sẽ website thôi. Website mình không phải làm, mình thuê rẻ mà có mấy triệu là xong. Còn YouTuber thì buộc phải tự quay rồi. Không không thể tự chém đâu. Cách quay YouTuber thứ nhất là quay video, thứ hai là ghép ảnh, ghép chữ, và thứ ba là chuẩn SEO, up lên phải để cho người ta xem được cơ, chứ up bừa thì không ai xem đâu. Có mấy lượt xem chán lắm. Rồi mà phải lọc được khách nữa cơ. Phải đưa được cái nội dung để lọc được khách, để dẫn dụ được hoặc để gợi mở được cái nhu cầu của họ, thì đôi khi nó cũng chẳng có nhiều lượt xem đâu, nhưng mà lại ra đơn. Đấy, ra kết quả, ra hiệu quả. Tránh cái trường hợp là người ta vào hỏi đông như chợ đấy, nhưng cuối cùng là hỏi xong cứ để đấy để làm tốn nguồn lực của mình. Rồi, ba tiền nhá. Gặp tiền buổi sau nhá. vâng, thì em tổng kết lại xong em nói thầy nhá. Ok.